giải quyết phương tiện vận tải tồn động ở móng cái bà trần bích ngọc trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh cho biết chính quyền hai bên quảng ninh việt nam và đông hưng trung quốc đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các phương tiện vận tải của trung quốc đã trả hàng xong đang bị ung tắc lâu ngày ở móng cái sớm được thông quan trở về không để tình trạng tồn động số xe này bị lưu bãi ở móng cái Phía Trung Quốc cam kết trong tuần này sẽ dành trọn vẹn hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật để đưa toàn bộ lượng phương tiện của Trung Quốc đang ủng ứ lâu ngày ở Móng Cái trở về. Theo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong những ngày qua, bình quân mỗi ngày có khoảng gần 200 xe ô tô Trung Quốc được xuất cảnh trở về nên lượng xe hàng ủng ứ ở Móng Cái đã phần nào giảm mạnh. Sau thông báo của tỉnh Quảng Ninh về việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện vận chuyển hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh lên khu vực biên giới Móng Cái để xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng tìm cách xuất mặt hàng này qua cửa khẩu khác. Tuy nhiên, các phương tiện chở hàng khô có thời gian bảo quản lâu ngày vẫn di chuyển lên móng cá nhập kho chờ dịp xuất khẩu sang Trung Quốc. Từ ngày 19 tháng 1, lối thông quan ở cầu phao tạm km 3 cộng 4 Hải Yên đã được mở cửa hoạt động trở lại đối với mặt hàng hoa quả tươi và hàng đông lạnh. Sau 2 ngày tạm dừng do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngày 18 tháng 1, tại hai khu vực thông quan cầu phao tạm km 3 cộng 4 Hải Yên và Bắc Luân hai tổng lượng phương tiện xuất nhập cảnh đạt 685 xe, trong đó, lượng hàng xuất khẩu đạt 2.614 tấn hàng hóa các loại. Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1, tổng lượng phương tiện xuất nhập cảnh là 500 xe, trong đó, số phương tiện chở hàng xuất khẩu đạt 336 xe, chủ yếu là hàng hoa quả, cá sống, hải sản đông lạnh và các mặt hàng khác. Nhìn chung, hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại khu vực móng cái diễn ra bình thường, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự được giữ vững.